mình sẽ làm cái clip ép kiến WeSmart Star mọi người, WeSmart Star. Giờ tình trạng của em nó là nát bét gì nè mọi người. Ngoài nát bét ra em nó còn được cái dán cong nha mọi người ơi. Đây. Nát bét và cong. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy nha mọi người. Ngoài nát bét và cong ra thì nó còn có bể nữa, bể bên trong. Khi mình tháo máy thì mình đã bật cái máy nhiệt lên nha mọi người cho nó nóng nha, rồi nữa mình để lên mình lấy màn hình nha. Thì những máy mà như vậy thì mình báo tư vấn khách là tỷ lệ 50-50 nha mọi người, có nghĩa là nó cong, nó cong quá ép có cái tỷ lệ bị lỗi á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm ok luôn cho khách. Pin này tháo cũng giống như pin Apple thôi mọi người. Này là xúc kết màn hình nha. Giờ mình bỏ lên máy rồi mình hấp nha mọi người, cho nóng nha. Máy nó nóng rồi, giờ mình tiến hành mình tháo nha mọi người.
nát nhiều quá mọi người.
cho mình thấy vô keo nha mọi người. Đây mình dùng keo đa năng nha. Mình đưa màn hình vô máy hấp nha mọi người. Bây giờ mình đã đưa lên màn hình vô máy hấp rồi, mình sẽ không quay cái đoạn mà đưa màn hình vô máy hấp nha mọi người. Thì lúc đó, lúc mấy video trước mình cũng có quay rồi, cho nên video này mình cắt ra, mình sẽ dùng thời gian chờ đó, mình sẽ làm vệ sinh và sửa cái sườn này cho nó thẳng lại một tí thôi, chứ không có thẳng hoàn toàn được nha mọi người. Trường hợp này thì nói chung thì cố gắng làm máy lại đặng cho khách sử dụng, chứ nó cũng kèo hơi khó đó. Chắc là có nắng nha, mày có nắng, nó không phải như là sắt dẻo hay này kia nó làm miếng ghen á. Nếu mà mình mạnh tay quá thì nó bể mọi người, gãy làm đôi luôn á. Mình nắng lại cho nó tạm tạm thôi. Những anh em thợ mà có coi qua cái clip này của mình á, có kinh nghiệm gì góp ý cho mình xử lý vụ này. Mình chưa có cái nào biện pháp nào mà hay nhất để mà xử lý cái vụ sườn cong hết, ngoài cái biện pháp thay sườn nha các bạn. Nếu mà khách đồng ý thay sườn, mình thay sườn gắt bao, mua về thay thôi, nó sẽ thẳng liền luôn, máy đẹp luôn.
các bạn. Tạm thẳng lại các bạn, thấy ok đó. Được bạn ơi, bạn thấy giờ nó thẳng này, đẹp rồi. Rồi thì giờ mình chỉ cơ bản là thẳng như vậy là mình đặt yêu cầu nha các bạn. Đừng nên cố quá thành quá cố. Cố quá mình bẻ một hồi thì có thể là nó sẽ gãy luôn cái sườn này thì rất là khó nha. Giờ phần sườn mình sửa ok rồi. Để một bên. Tiếp tục các bạn lấy màng lo lại ở bên cái miếng kiến cảm ứng cũ nè. Cái màng bảo vệ lo nè. Cái màn này nó ngăn bụi nha các bạn. Đây là cái màn lo. Và cái miếng này mình bỏ được nha các bạn. Đây là miếng cảm ứng cũ khách hàng bị bể hư nha. Bỏ nha. Đây là cái cảm ứng mới đó các bạn, mình mới đặt về nha. Khi vận chuyển người ta quấn kỹ các bạn. Đặt hai cái cảm ứng ghim xài bao mượt luôn ha. Max Star. Cái cảm ứng này nó cũng giống như cái cảm ứng cái Realme C2 hôm bữa mình có làm cái clip đó. Nó cũng dư một cái đoạn cảm ứng ra nè bạn, giờ mình cắt bỏ này nè. Và cái xúc kết này mình để mình giữ mình xài ha. Cái này mình, đây là cái keo của nó. Cái này mình chỉ tháo nhẹ thôi, rồi nữa mình sẽ tháo luôn. Xong bây giờ nãy giờ hấp cũng tầm 6 phút rồi. Rồi mình cho máy nó xì ra, lấy màn hình ra ha. Giờ mình ghép cái màn hình vô cái sườn, mình test cái hiển thị của nó và mình ghép cái cảm ứng nha các bạn.
bạn thấy nè, hiển thị bình thường không bị lỗi nha. Cảm ứng này thường mình không có test, thường thường cái cảm ứng này nó chuẩn luôn các bạn, mình không cần phải test nha. Tỷ lệ lỗi nó là hầu như là không có lỗi luôn các bạn. Mình thấy đây giờ hình ảnh nó lên là rất là đẹp đó, không có bị sọc hay bị gì hết. Giờ mình sẽ tháo cái seal của cảm ứng ra. Rồi để qua một bên. Tiếp tục là mình sẽ tháo cái seal keo của cái màn hình máy ép keo. Mình tháo nhẹ nhàng các bạn. Trong lúc tháo thì mình hạn chế cái bụi nó rớt vô ha. Bạn cầm nhẹ nhàng, lấy nhẹ nhàng ra. Và cái siêu này cũng vậy ha, bạn lấy nhẹ nhàng và nhanh chóng ra. Các bạn cũng nhẹ nhàng đưa vô cái khung, đưa cho nó khớp khung. Rồi bây giờ mình nó vô khớp khung, bây giờ mình sẽ lấy màn hình ra và mình bỏ vô máy ép nha các bạn. Giờ màn hình mình đã đưa vô cái miếng lót và mình bắt đầu nhấn nút xanh nha các bạn. Rồi ép xong nó trả màn hình ra thì giờ mình bỏ vô máy hấp ha. Rồi bạn đợi 9 phút. Giờ hấp xong cái màn nó ra mọi người. Nhìn thấy không, nhưng mà nó vô đẹp lắm ha. Bây giờ mình mở cái máy hàn lên mà mình hàn cái chân cảm ứng lại nha mọi người. Hàn vô vậy. Hàn vô vậy mọi người.
lên bạn chắc ngang xong rồi bạn xi lên ha. Xi nhẹ qua nó dính rồi. Rồi bắt đầu mình test màn hình lại bằng ghép nha các bạn. Bây giờ mình test cảm ứng và dán cường lực trước tặng luôn cho khách ha. Cảm ứng ok, nó đẹp nha mọi người. Máy luôn nha mọi người. Cái phần màn lo mình đã gắp trước rồi. Bạn chú ý ghép máy cái chỗ phần cảm biến cuộc gọi mình
né né ra miếng keo mình có chấm che cái phần cái miếng thịt gọi đó. Cái lưng của khách nó bị hở sẵn, mình chấm keo thêm cho khách nha các bạn. Đấy, chắc do ghét. Video mình gắp máy WiMAX Star ép kính hôm nay là xong nha các bạn. Kết thúc tại đây nha. Mọi người có nhu cầu liên hệ sửa chữa điện thoại thì liên hệ cho mình nha các bạn. Các dịch vụ của mình có trên danh thiếp nè. Mình làm tất cả dịch vụ này ha. Ngoài ra mình có nhận thêm dịch vụ là giao dịch hậu nha các bạn. Là giao nhận như sim số hay là các thứ nào có thể mình giao dịch được thì mình sẽ nhận kèo để chạy giao dịch cho các bạn nha. Trong cái điều kiện cho phép là trong vùng xanh, những nơi nào mình đi được thì mình sẽ báo nha các bạn. Giờ máy ok mình sẽ đi giao khách nha các bạn. Rồi.
chào tạm biệt các bạn nha.